Đến với chỗ đó mà nha, thì hôm nay là mình đi rút cầm để chút nữa mới về mình xuống cho winner. Thì hôm qua mình bữa giờ mình cũng có nói sơ gì là đồng đất leo rồi niền Yamato rồi cầm đồ đó. Bây giờ mình đi ra mình rút ở chỗ này thì sau lưng của siêu thị này rất chú này rút cũng lâu năm rồi, ai ở Long Khánh cũng biết mà. Chú Thanh Hiền đúng không chú? Nguyễn Thanh Cường. Nguyễn Thanh Cường, chú Cường ở sau lưng siêu thị nè. Ngay chỗ đường đồng hồ đi vô á, mấy bạn ở Long Khánh thì ai cũng biết chú hết á, tại lên đây đút nhiều lắm. Em quay chú thì cẩn quay lúc mà chú đút vô rồi á, chứ đừng quay chú. Quay chú lên anh đăng review nữa. Ta đang ở chuồng. Đó mấy bạn thấy chú đút câm là cũng biết nghệ thuật cỡ nào rồi đúng không? Bao nhiêu năm trong nghề rồi? Giờ năm của chú là phải tính hàng chục á, chứ không phải tính hàng năm đâu. 39 năm à. Chục là 39 năm mà. Thì nói chung là chú ở đây, chú lúc giá cũng ổn định lắm. Giá học sinh chứ không phải là giá thương trường. Kìa ngồi sát kìa, nói chuyện kìa. Mới thấy mặt thành Lâm Vlog chứ ngồi tôi giấu đây ai thấy mặt người mới tiếng dưỡng ma không. Trời ơi, đang ngồi coi chú làm học lỡ. Mốt bị bắt cầm xe đạp. Thì nói chung là giá thành này của mình mua là xong rồi mình cộng lại của nó là hết 1.6 triệu. Nó rẻ hơn ở ngoài mấy bạn mua một khối nhiều. Nói chung là tiền nào của đó mấy bạn ơi. Không đua bồn thì chơi giống mình, tự mua về ráp. Còn đua bồi thì giống ra tiệm mà mua. Đơn giản vậy thôi. Ủa nè, tìm gì gắn dùm cái que trụ vô em gắn sao ta? Dễ khó không ta? Dễ. Dễ mắc chứ. Để chiều về nghiên cứu cái. Thôi tí mà tao tìm tao vô máy mà quay nó nó mới được tới nơi rồi. Nó khách mình tao làm một máy thôi. Ít người làm tay lắm. Nhưng mà chú là vẫn nói chú là máy hay lộn làm tay hơn. Máy truyền thống nó chuẩn hơn máy nhiều chưa? Truyền thống mình luôn nó chuẩn hơn. Mỗi bằng máy là tốc độ đi rất là nhanh. Rồi. Chú lúc qua một 5 phút cái thôi. Mà vô bằng máy là cái nó lời thì thời gian rất là dài. Chú đang cái này thì còn không bị chày nữa. Đang một, đúng không? Đang chùm. Thôi mà chày tí cũng đâu sao chú. Mình đã chơi, mình đi rút, mình chấp nhận, mình chịu thôi. Chứ chơi cũng cứ chịu chứ. Nói là nhìn mấy cây nó bóng bóng bể vậy đó. Trời cầm này đồ, mới gọi em không? Cầm mình rơm, cái vàng, cầm vàng chân đen, gôn đằng hoàng, vàng. Rồi đúc cái nào là chắc cái đó luôn. Bạc bạc. Đó là sơ sơ lý thuyết là chú là gần xong một cái rồi đó. Mà đặc biệt ở đây là chú là rút xong là lấy lì luôn nha. Mấy bạn muốn đợi lấy lì thì vẫn đợi được nha. Chứ không có đợi qua ngày. Còn ai muốn đợi qua ngày thì chú đợi qua ngày, khỏe chú thôi. Còn rút liền hơi mệt chú. Tại vì tối nay Long Khánh mình bắn pháo hoa chào mừng thành phố Long Khánh á, súng mình đi sẵn mình đi gắn rồi tối lấy xe lên lượn lượn đồ cho người ta biết winner súng cầm. Chứ mà thật sự là tao cũng súng nhiều lắm rồi. Quá trời luôn. Tụi thằng Long nó xuống, tao xuống nó mình biết mà mùa Long ở đây dù giấy không? Nguyễn Long, Phạm Long. Phạm Long không Nguyễn Long? Bộ Phạm Long lúc đây đúng không? Trời trời, bốn rồi. Chú á, tên này chú là mấy cái chỗ ông chơi xe đồ là nhiều về đây cũng cầm. Mấy chỗ chơi xe đó. Trời ơi, mày tăng hạng xe tao làm hết. Ghê vậy? Mày biết cái súng không? Biết. Trà hơn mình đi từ tàu. Tại vì đa số dân chơi xe là đều về đây rút cầm của chú hết. Không chỗ nào khác, chỉ có chỗ chú là rút là bảo đảm cho người ta luôn. Nếu mà mấy bạn cầm cái niềm mười mấy triệu tới lúc đó chú dám nói thẳng đâu, chạy một cái là chú không lấy tiền công luôn.
dám cam đoan luôn mà là bởi các bạn cũng biết cái tay nghề chú cao thế nào rồi. Thầm Long là ông làm xe đó, nổi tiếng. Nó hên, nó hên. Nó đang làm cái tiện ba này ở Mỹ đâu về. Chỗ anh lúa mình chung chơi mô tô quá hết. Chết ngàn. Bây giờ là cái phần công đoạn mà chú bắn tè tè vô dính xong rồi canh là xong rồi đó. Lẹ lắm. Cái gì vậy chú? Súng hả? Đó kìa dưới đó, dưới đó. Sáng giờ chú bắt cũng nhiều lắm nên là mấy bạn thấy dục rác rồi là cũng biết rồi. Bây giờ là cái phần này là cái phần quan trọng nhất luôn, là chúng ở chú để lên cái bàn canh á, chú sẽ canh lại đó, cái bàn đó đó, bàn canh đó đó, chú sẽ canh lại. Chú nói bạn nhìn chú canh nó còn điêu luyện nữa, trong bao nhiêu phút đâu mà chú đã gần xong lên trước rồi. Nếu mà cái bàn của chú là hai bánh mình bắt là chưa tới 20 phút nữa là xong hết rồi đó. Đầu mà giờ nó lên kêu về đó. Vậy luôn hả? Trời ơi. Anh đi đút cầm với anh mà giờ những con kêu về. Do đầm mình đem lên là chưa có bạc đạn ống chỉ hết thì chú sẽ dùng bạc đạn ống chỉ của chú để canh lại. Giờ chú đang đóng bạc đạn vô. Đang đừng có tiết kiệm tiền mà lấy bạc đạn cũ đại chị luôn, sai quá sai nha ông nội. Trời ơi, mày nghĩ vậy luôn hả? Ừ, nghĩ không, luôn. Ông hơn vậy nói chung phải vậy đâu. Dạ. Chú đừng vô bỏ bò chồng nha, ông lỡ ông đem gì ông chạy quá. Trời ơi. Không có mua cái phốt đợt trước hả? Có phốt chưa? Có chứ. Phốt Vinh qua luôn. Phốt Vinh luôn rồi, chỉ có màu mè mới đẹp. Anh không thích, anh thích đi phốt Vinh. Hay là tại mình có tiền. Trời ơi, tiền lúc nào anh cũng có. Nhưng mà nó đi xa thôi. Nó sai, túi là không có. Đó, bây giờ là chú để lên chú căng nè.
vậy nó gì nào, nó không xuống bên đây. Anh cũng chả biết nữa. Xe nó không xuống được rồi. Bộ xe lửa nó chắc nó xuống được rồi. Xe của nó là xuống niền rồi siêu ơi. Chứ nó đòi chứ nó không chơi bánh cầm được không? Ừ, nó không đi bánh cầm. Thì nói chung này mốt này nó xuống xuống mâm đó thì nếu muốn điền đi điện. Đổi qua đổi lại. Anh thằng, không rồi đúng không? Thì trong sớm thì thằng chi điền thằng chi cấm đổi qua đổi lại thôi. Này, lỏ bánh gì này cũng tiền thay bánh cầm trời. Dâm ba cái con nghẹt 2 năm rồi. Chưa thấy xuống. Chán. 3 năm rồi ông nội. Rồi giờ chú đang dặn vô canh đồ các kiểu con đà điểu để cho niền nó không có bị gọi là gì ta bị gì van đúng rồi van đặc biệt chúng hay cái là chú quay vòng tròn chú biết nó dính chỗ nào chú chụp lại liền à tại đúng lẹ luôn đúng rồi người ta bao nhiêu năm trong nghề rồi. Đó, mình cảm thấy cũng dần dần ổn định rồi đó. Cài cái nào đó, cài ngay chữ đây không? Đây, cài ngay chữ buồn không? Không. Đừng nói. Công nhận là cái nghề rút câm cũng cực lắm mấy bạn. Đâu có sung sướng gì đâu. Mấy bạn canh phải đàng hoàng nha. Người ta thì người ta đi ok người ta mới ghé mình tiếp chứ. Nếu mà mình canh tàu lao cho người ta thì người ta đâu có ghé mình đâu. Đó. Đúng chú. Làm được tế tiếng sâu dài đúng không? Còn chú là bắt câm rất là ok luôn. Thiệt mình mua về mình đi xuống mà không bao giờ mình ghé tiệm nào. Chỉ ghé chú. Tại vì lúc mà em con nó rút ở chú á, xong rồi nó giới thiệu ra con ra chú luôn á. Giờ ở Long Khánh biết đái chỗ nào, thành phố Long Khánh biết chỗ đái chỗ nào ra. Ủa nhà mày? Nhà chú hả? Nhà không dịnh luôn chú ạ. Nhà con thôi, giờ tấm nặng hoàng đi nó lắm. Thôi Trời ơi, nó đi rút cầm nó còn đồ đi đái nữa. Hồi nãy vô đồ uống nước, vô đồ đi đái. Thanh niên cứng dứt năm luôn. Ôi đái chứ ông nội. Ôi đai quá nè. Đúng chú, ôi đá chưa trọng chết sao. Ông nói chuyện kỳ đúng thành khùng với lóc. Phải thành thấp nữa. Thành xàm luôn. Anh quay đi, anh có coi lại đi, anh thấy anh xàm không? Không, anh này thương luôn luôn tỉnh. Em thấy anh này quá trời xàm luôn. Không được nào mà nói. Vì anh bún quay được mà. Rồi, ăn bún quay bình thường à. Sao không đang làm chuyện đó, vợ quay đi. Bậy ơi trai gái đây trai à chị bé rồi chị làm trai rồi tối nay bắn pháo hoa này mày gì mày nhắm mày bắn lại con trai à thấy vậy đồ ai quá ra gái đẹp bóp cổ chết luôn rồi trái được bao nhiêu lo gì chủ nhật lễ cái trực lệ mà làm được hút cái hôm đầu chú ạ. Vậy hả? Dạ thôi. Thôi chết. Nặng quá không? Chú hút Sài Gòn không? Chú có số. Tụi con chỉ vé với Sài Gòn thôi, hai môn đó à. Tắm đi em. Tắm nó tìm đi. Còn cái cành ở dưới đây là khó nhất nè. Có nào nó sao được? Bạn canh chuẩn nó mới không dính được đó, nghe tiếng cà cà không? Đó, hết cà rồi đó, là chuẩn rồi đó. Anh này tính đi bị bánh cà mì tô luôn không? Ừ, anh thích là anh đi thôi. Nên mình đã chơi có gì đâu phải sợ hả? Câm hay mâm gì đi chả được. Trên YouTube cho mấy cái sự cố mà bến cầm á bị sụm hố á, quanh á số 8 luôn á.
sửa lại. Nó có vào đèn à? Có. Dạng như là cái bánh em tiếp xúc mặt đường mà trong thời gian nó dài tốc quá, độ cao nữa. Tốc độ cao nữa là nó sẽ nóng lên. Mâm mâm nó còn gãy nữa không chị, cam đùm nền. Mâm nó còn chịu nhiệt không nổi nữa. Hai phút nữa là xong. Giờ em cũng trên này nha. Lần này em lấy tiền mua cặp đầm. Thì ra đi chỉ một lần muốn nổi. Xong rồi có tiền nữa mua cái cặp cầm. Đúng rồi, giờ thẳng thì mình chơi giống người ta, mình mua một bộ một lần thì mình chơi không nổi thì mình sẽ mua từ từ. Mình tiền từng mà mình phải lo gia đình nữa chứ. Anh niên không làm như vô xe cho được đúng không? Làm mà phải có nhiều vậy, như có tiền cái vô trước cái đầm á, tiền cái trước cái cầm đó, cái tiền cái ruột đó, ruột tới vỏ đó. Thì anh cũng mua về từ từ đó, là giờ đủ anh đi bắt thôi. Không gì không thể chứ mình làm biến cũng không có rồi đúng không? Bây giờ đúng. Là xong một bánh rồi đó các bạn. Đó, xong một bánh rồi nha. Bây giờ là chú tới bánh sau. Đây là đùm rít leo bánh sau. Cái cam hiệu này đi ngon không chú? Cũng đi hiệu này nè cô. Được đúng không? Hiệu này nó cũng nằm 206 rồi chú. Cái này xi vàng. Đó, bây giờ là chú đang tới bánh sau. Như cái bánh trăm, ẹt nắp vi trăm này cũng hợp thì đúng không chú, hay là dài hơn? Ẹt tùy, ẹt 150 thì là xài 1.9, 1.4. Ẹt 135 thì 1.7, 1.4. Khác nhau xài. Chào xài. Tại cái đùm cân nhỏ thì cắm thì dài. Đùm lớn thì cắm ngắn. Bây giờ là chú đang vô bánh sau nè. Đang dặn từ từ vô. Mình làm xe cho đẹp thôi chứ bây giờ thấy 2019 rồi ra đu bơi đó, xe độ là quá khứ rồi, giờ đi xe kiển. Xe độ ra ngoan quá sao? Xe độ bánh căm quá mà ta. Bắt mà đỡ hơn. Đỡ hơn ra đường bình độ. Bình số 2 hả? Ừ. Chứ có thằng nào chơi xe độ mà bình vẫn đâu. Trừ khi có máu mặt rồi quen biết rồi mới chơi bình vẫn thôi. Có nào ra nó không bắt. Trừ khi có số má đồ cây gấp cứng đồ mới lấy ra được thôi. Trời ơi, trên đồ về vô thông mà nó bắt biết vô xe. Mua xe về mình kêu mua xe thì bền, mà mua xe về mang bắt đi. Ơ đi mua xe để mang bắt. Không biết sao sắp vừa làm xe hạ đen ha. Tổ. Cái này là mình bắt từ từ từng vòng trước hả chú? Dạ. Hay là anh em mình chuyển bắt người đây coi. Không mưa đâu. Hồi nãy lúc anh đi lên chảnh anh hợp rồi. Hay vậy? Anh đi anh hợp rồi. À, hợp trên trời luôn. Bình thường. Đi hợp chưa nên hết. Chủ đời thì thuốc thì cho đây ra đông trời để hợp. Dâm tì sáng sớm nó hộp cái chửi tình le luôn, chưa sợ chứ sao giờ không có chửi nhiều lúc mà vuốt mặt không kịp luôn nè. Em biết mà em cũng làm ti rồi mà ngồi chờ hỏi như ếch tìm chơi nhân cóc vậy, nói như nói như chó thì quá vô. Nó phạm người quá, ngồi nhân cóc như ếch cho nó ngồi chùm hỏi đó còn nghe chửi. Ai chửi em rút rồi không? Tao chửi công ty á, mấy thằng quản lý á, mấy thằng đó là thôi
chơi nhưng mình không đẻ mình đâu, tao đâu thương đâu tiếc đâu. Đè chửi thôi luôn, gác chi luôn. Bữa ăn tiền rồi cũng ngon. Dễ không? Trốn đăng ca có bữa nó cũng chửi. Nghỉ có ba bữa đó cho tiền bạn. Nghỉ cũng buồn lắm đây ha. Cũng buồn lắm chứ bộ. Số phận là công nhân. Về tối thì vợ chửi nó trời ơi. Khổ thân thằng nào. Ê, tính ra anh đăng video này lên là mày đang bôi vợ mày luôn á. Nó vô coi là thấy luôn á. Chết rồi, chết tôi rồi. Mày xong rồi. Mày xong rồi, vi phạm chết cha rồi. Là để tối vô anh nhớ kia anh kêu Yên Phạm là vô đăng ký coi cái video này. Không, năm nó đăng ký kênh anh mà anh hỏi nó có mà. Có hả? Có đăng ký kênh được rồi. Nó đăng ký, em đăng ký. Em đăng ký rồi tự em hỏi em luôn rồi. Ừ ơi ơi. Má giúp anh rồi bây giờ em giúp em luôn rồi. Ờ. Má giúp anh đi được kênh được nhiều được coi được xem rồi share đồ. Bây giờ xem rồi. Ừ. Không, cái đó là lỗi gì em nhưng phải lỗi anh nha. Chỉnh nó không còn chỉnh luôn anh đen ơi. Thôi vậy anh nó lỡ bỏ qua cho anh. Nó lỡ, lỡ. Lỡ miệng thôi. Thanh niên sau khi nói xấu vợ thì được quay lại nói câu xin lỗi hả? Chuyện gì thế đó, biết là chuyện không thế được đâu chú. Này kia cái nổi rồi, cái đâu mà khó khăn luôn đi. Cái đâu mà nói nhiều thắc đứt bộ hả? Vô đó nè, chú còn mình nó là ông chồng mà. Thôi uống cái gì em nội, em cái. Chú thấy nó đẹp bánh chứa anh đen này nữa, nó đậm đậm nó cứng cáp hơn. Sao nó cứng cáp hơn? Cái này nó một bộ câm nó không có dư ra một hai cây chứ không? Mà câm thường mình có dư chốn hay là nó cũng đủ luôn? Câm rô pha mới dư. À. Còn mấy là mấy thằng này là đủ luôn rồi chú. Có nhiều dư mà. À. Dư biết một cây nó ra đâu rồi. Thiếu được thiếu một cây biết đâu ra đắp rồi. Cái dù mình đắp cái câm vô nó cũng kỳ lắm ha. Này. Tối nay 6 giờ mình tụ tập ở nhà anh đây ha. Tối nay tụ tập rồi đi coi bắn pháo hoa. Ê sẵn sẵn rồi nghe đồ là xuống bánh căm đây rửa bánh căm nữa chạy miếng ngon anh đây. Không chút nói gì anh ráp vô anh rửa xe luôn. Không mình rửa anh em rửa cà phê cà pháo rồi là gì này kia đó. Cái lẩu thì hơi bị căng quá. Cái như chầu chặt sữa hay là chầu cà phê gì đó. Ông không rửa rồi bố bị nhanh xét lắm đó. Trời ơi. Xét thay căm mới. Cái đồ. Thôi mình khỏi thay mình anh em mình trồng nước tới đâu ta. Tối tính. À tối tính phải không? Tối cái đây. Nhẹ nhàng kêu vợ chồng anh chạy hết tiền rồi em ơi. Rồi xong không tính là mày mốt ngày mốt qua kêu giờ này anh kẹt quá em con cái tùm lum ngày kia qua anh hết tiền rồi chưa tới lương tháng đó làm nữa không được hết cuộc sống mà đó. Và chú bắt xong bánh sau đó giờ bây giờ là chú để lên chú canh giống bánh trước hồi nãy thôi. Vậy là xong hả chú? Đó, bây giờ thì đùm liền sau thì chú canh cũng gần xong rồi. Cỡ 2 phút nữa là xong. Đây, cục gì vậy? Có xong đùm. Nấu liền rồi chứ đâu có chung nhẹ thôi ta. Mới cho liền hết luôn. Nó cho mình 4 lóc đĩa luôn anh đen. Ừ. Đi thêm cặp đĩa đây phơi nữa. Em phơi hả? Ừ. Không đây đĩa viên. Đĩa viên luôn rồi.
anh không thích màu mè. Cũng lại phơi màu mè gì cha. Thích, nó thích vậy á. Nó thích đồ jean hơn. Nó thích tao tìm đỉnh tiền hơn. Ừ. Mình nói dạng như là theo kiểu văn hoa tí ha. Thiệt ra là đỡ tiền cho thích trai bơ chết mẹ luôn. Kiểu cảnh đẹp thấy mẹ luôn. Rambo nè, để Rambo theo dòng Rambo nè. Chọn bộ nó má nhìn đúng đẹp. Ba Rambo. Ngay đầu là mình bật xài bạc đạn jean luôn đúng không? Ừ. À. Này xài bạc đạn jean luôn. Đồng đích le là xài bạc đạn jean, đóng chỉ jean luôn nhớ bạn. Không độ và chế gì hết nha. Nhưng mà hồi nữa mình nhà hai anh em mình sẽ độ chế chạy mưa nè. Không, cái đó là độ chắc rồi đó. À, mình sẽ chuẩn bị một cái bịch đi chứ mà không mình gỡ yên mình cũng mệt lắm. Cái yên em nó cứ boe nó cũng hết chỗ rồi. Hồi nữa xin chú cái bịch nha. Yên em nó chứa được boe trụ cái hết chỗ luôn. Khi mà ăn dít nó xong. Cả một ly gì nó nhiều. Thế nào rút là nó không cả một ly rồi luôn á. Đó, ok. Là bây giờ mình xong hai cái rồi nha. Chú chưa rút, rút chưa tới nửa tiếng nên là xong hai cái rồi. Bây giờ là mình tháo bật đạn nãy của chú vô, đóng vô thì cái canh á, giờ mình tháo ra. Cái này. Ủa, hai cái này của con là rút hết nhiều chưa? 100 con. Rồi đúng 100 ngàn luôn nha bạn, rẻ nha. Giá học sinh nha chứ không phải là giá sinh viên nha. Đó, đổi 50 khác vào. Anh Tâm hả? Cho bà nó tiền. Chú băng một lồn với hoa với chỗ phun hoa đó. À, cái nào ghép vô chơi. Dạ. Dạ, tóc đưa cái đi. Rồi tắt được nhớ. Tắt được đúng không? Rồi, ok. Nếu các bạn thấy video này hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình nha. Mỗi bạn đặc biệt là có rút cơm thì ra ủng hộ chú nha. Chú rút 39 năm trong ngày rồi. Làm rất là ok. Và các thương hiệu xe nổi tiếng, cái người chơi xe nổi tiếng cũng đã về đây rút cơm của chú. Chào các bạn.